Ngày 8 tháng 10, UBND Đồng Nai cho biết đã kiến nghị Thủ tướng xem xét sớm quyết định xây dựng hai tuyến đường số 1 và số 2 kết nối từ quốc lộ 51 và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với sân bay Long Thành. Tuyến đường số 1 và số 2 có chiều dài 3,5 km và gần 4 km, tổng kinh phí dự kiến hơn 4.800 tỷ đồng. Để làm đường, nhà nước phải thu hồi gần 140 ha đất và mất khoảng 300 ngày giải phóng mặt bằng và thi công. Dự kiến đầu năm 2021, sân bay sẽ khởi công, nếu không sớm làm hai tuyến đường, đặc biệt là tuyến số 1, thì máy móc phương tiện sẽ không thể ra vào thi công dự án.